Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay thứ năm tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam thì giờ này là tối thứ năm. Không biết nay ngày mấy Tây, nay ngày 17 Tây, mới bay Tây tháng 9 năm 2019. Chư huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng thuyết giảng. Thưa đại chúng, hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 31. Và các vị thấy sáng hôm nay bắt đầu nó hơi se lạnh. Buổi sáng tôi hơi thoải mái hơn các cái tháng trước ha. Và khí trời hôm nay thì có vẻ âm u. Và theo như dự báo thời tiết khí tượng thủy văn thì từ giờ này cho tới ngày mai mưa. Vậy mà nó cũng đỡ khí hậu, đỡ nóng rồi đỡ mũi nữa. Thành ra huynh đệ mình ngồi nói chuyện ở ngoài trời. Và mấy hôm nay thì nó giao hòa, giao mùa thời tiết như vậy cho nên cái thân tứ đại của tôi có khi nó cũng hơi bất an chút. Nhưng mà công việc làm thì thưa quý vị là không bỏ việc. Đó là niềm vui của chúng tôi. Bởi vì nhớ lời của Khổng Tử có nói là công việc không nuôi người nhàn hạ. Công việc không nuôi người nhàn hạ mà tập thể thì không nuôi kẻ biếng lười. Nếu cái công việc mà cái người mà muốn nhàn rỗi thảnh thơi thì dường như thì có nhàn rỗi thảnh thơi đó. Nhưng mà muốn có công việc thì công việc có đó. Dầu cái thảo am của tôi nó không có là lớn lao chi, nhưng mà các huynh đệ biết rằng nó cũng vẫn biểu suốt cả ngày. Bởi vì vốn bản tánh thì tôi thích có nó gọn, sạch. Nhưng mà cũng có cái tật là thấy cái gì mới cũng tham à. Rồi bây giờ phải dọn dục hết rồi. Dục hết cho nó gọn lại hết. Đó, con người khi thích thì cứ tha về. Thí dụ như bữa nay là ngày thứ năm, là ngày đổ rác ở khu vực của tôi. Thì thường chiều thứ tư là cứ đi vòng vòng thấy những cái đồ gì, ví dụ như mấy cái ghế gì ta bỏ ra, ta để đó, bỏ không phải là ta để ra ngoài đó để có ai cần thì lấy về sử dụng. Thì mình thấy vậy mình cũng thích lấy về. Thì thôi giờ dẹp rồi. Dẹp hết rồi cho nó gọn. Giờ còn lại cái niềm vui của tôi giờ phút này là mấy cái ghế mà có thể xài nó lâu ngày một chút. Và mấy cái bụi cỏ cây gì vui chơi gì để chuẩn bị cho tới mùa đông thì đem nó vào ở trong nhà để cho nó sống và làm cho mình có không khí mình thở cho nó trong lành vậy thôi đó. Giờ niềm vui xung quanh của tôi là mấy cái cỏ cây như vậy. Có mấy vị phát tâm công quả thì ban ngày họ đi làm cho người khác, chiều họ về họ giúp cho mình, cũng là cái điều may mắn. Từ ở tiểu bang xa thì sau trong vòng vài tuần lễ đây thì họ cũng phải trở về nơi trú xứ của họ, là có nghĩa là bắt đầu lủi thủi một mình với mùa đông. Nhưng mà tôi thích cái cảnh đông, nó có một cái gì đó nó ấm lạnh. Tại vì thường mấy cái người có cái cơ thể béo khỏe như tôi thì thích cái mùa đông.
nhiều vị ở tiểu bang, như có đạo hữu ở tiểu bang Texas qua đây á, thì hiện giờ là quý vị đã than lạnh rồi, còn tôi thì giờ này cũng còn bắt cái quạt quay tè tè nếu ngồi ngoài sân. Ở trong nhà vẫn là mát chứ trong nhà nó vẫn ngợp với các vị, dầu nó lạnh nhưng mà nó ngợp cũng phải có thoáng. Thật chất thì tôi không giấu các vị là giống như những người mập như tôi thì nó thường hay thiếu oxy, cho nên các vị cũng cảm thông thôi. Thì cái dân vậy, duyên vậy, quả vậy, báo vậy, có muốn khác hơn thì cũng không được. Nhưng có lẽ cũng là cái cơ may. Chứ còn nếu ở Việt Nam thì cái bệnh của tôi thì không khéo thì nó ngày nó một nhiều là khó. Bởi vì ở quê thì mình ở Sài Gòn vậy mà ở quê cũng vậy, cái chật chội thì nó hơi bề bộn, khí hậu thì nó nóng nực. Nên cũng may dầu qua bên này thì sau 9 năm thì nó có béo ra một chút, nó có to ra, bự ra. Nhưng mà thật chất tới giờ này đi nói vậy thôi chứ vẫn còn làm việc nổi. Làm việc dầu không có làm việc mạnh mẽ như những cái thời trai trẻ trước, nhưng mà giờ vẫn còn khuân giác, vẫn còn như ngày hôm qua là một mình tôi là dời một cái tủ, tự động sắp xếp, tự động làm. Mà người ta nói là mạnh thì dùng sức, mà yếu thì dùng mưu. Tôi lấy cái cây tôi xeo và tôi cũng di dời là cái tủ, thay vì cái tủ đó là 3-4 người khinh. Vì mình cũng phải tùy cái duyên mà quyển chuyển. Thôi bây giờ chắc chắn là quý vị đã vào đủ rồi, thì bây giờ huynh đệ mình bắt đầu học kinh Pháp Bảo Đàn kỳ 31 nghe. Rồi giảng mà thấy mưa rơi vui ghê các vị, vui thật. Dường như không biết là cái cuộc đời tôi nó thường hay gắn với cái buổi chiều, gắn với những ngày mưa hay sao á. Mà hai buổi chiều là một ngày mưa là hai là cảm thấy trong lòng tôi nó thanh thản, nó thơ thới lắm. Mình tiếp tục học cái phẩm quyết nghi ha các vị. Quyết nghi là giải quyết, trả lời những cái nghi vấn. Hôm rồi mình học cái đoạn đầu. Đoạn đầu mà Lục Tổ Huệ Năng trả lời cho cái ông Vi Sử Quân về cái vấn đề mà công đức với phước đức. Tôi nhắc đi nhắc lại cái điều này không riêng kinh Pháp Bảo Đàn mới có, mà nhiều bài kinh Đức Phật cũng từng nói về công đức và phước đức để mình phân biệt nó rõ ràng. Như vậy cái công đức đó là kiến tánh, là công, bình đẳng là đức, niệm niệm vô ngại, thường thấy cái diệu dụng chân thật của tự tánh gọi là công đức. Bây giờ chúng ta học tiếp. Thiện tri thức, niệm niệm chẳng gián đoạn là công. Tâm bình đẳng, hạnh thẳng ngay là đức. Tự tu tánh là công, tự tu thân là đức. Tu tánh là công, mà tu thân là đức, mà tự tu. Như vậy Lục Tổ khẳng định rất rõ ràng cái việc tu hành là cái việc tự mình, tự mình quyết định cái số phận của mình. Cho nên gọi là tự tu tánh là công, mà tự tu thân là đức. Sau đệ tử Lục Tổ thì có sau này có Tổ Quy Sơn cũng đã nói là kim sanh tiệm tu, quyết đoán tưởng liệu bất do biệt nhân. Kim sanh là đời này, mình đang hiện đời này, mình phải tự quyết định cái số phận của mình, chứ không có ai quyết định số phận của mình hết. Đời này mình phải tự quyết định số phận của mình. Cho nên kim sanh tiện tu, quyết đoán tưởng liệu bất do biệt nhân. Đừng chờ đợi, đừng mong đợi hy vọng ai khác quyết định số phận của mình hết. Tự mình quyết định số phận của mình.
Thiện tri thức công đức phải do tự tánh, tự thấy, chẳng phải bố thí cúng dường mà cầu được. Nên phước đức và công đức khác nhau là vậy. Vua Võ, Lương Võ Đế tự thấy, tự chẳng biết chân lý, đâu phải lỗi của tổ sư. Do Lương Võ Đế không biết được cái chân lý, thì cái việc mà tổ sư trả lời mà để cho Lương Võ Đế khó chịu là không phải lỗi của tổ sư, mà do không thấy biết chân lý. Thì mình đặt lại cái vấn đề đó, nếu như ngày nay chúng ta, những vị thầy tu hành có cái duyên may, có những Phật tử giàu, Phật tử phú hào, Phật tử trưởng giả thôi, chưa nói gì có bề thế, chỉ nói những Phật tử gọi là làm ăn tay to mặt bự, có cái thương trường trên cái diễn đàn, cái công việc làm ăn thôi, thì mình đã đối xử khác rồi, mình không dám làm cho thí chủ của mình buồn rồi. Hà huống ngày nay nếu như mình quen được chẳng những giàu mà người ta có quyền thế, người ta có chức vị, người ta có địa vị danh lớn trong xã hội nữa, thì chúng ta thấy, thì chúng ta coi lại cái cuộc sống tu hành chúng ta, nhiều khi chúng ta lấy tấm gương chúng ta soi lại đó, không biết chúng ta có mắc cỡ không. Tôi thương quý các anh em ở đời sau tôi, cho nên tôi nói còn cái thế hệ trước tôi thật sự tôi không muốn đụng tới nữa. Các ngài làm vì cái hoàn cảnh nào đó, vì cái duyên nào đó, chuyện của quý ngài. Còn ý tôi muốn nhắc nhở cho các anh em của mình đời sau, cái người tu mình là cái người để đi tìm cái con đường tự do, hay có nói khác hơn là nói đúng chữ nghĩa là con đường giải thoát. Để ông khéo nói tự do, cái mấy huynh đệ tưởng đâu nói kiểu như chính trị. Người tu mình là cốt ý để đi tìm cái con đường giải thoát. Thì sự giải thoát thì cũng như là không có kèm kẹp, không có ràng buộc, không có trói cùm, thì gọi là tự do chứ gì. Tự do cái gì? Tự do về công danh, tự do về sự nghiệp, tự do về tiền tài, tự do về ràng buộc. Thì người tu không vướng bận những cái thứ đó, buông bỏ những cái thứ đó để đi tìm con đường giải thoát, con đường tự do. Cho nên mới gọi là lục thân cố dĩ khi ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn nguyên, kế tự miến ly hương đảng, thế phát bẩm sư. Có nghĩa là lục thân cố dĩ là lục thân mình quyết tâm, quyết chí. Khí ly là bỏ, xa lìa. Khí là bỏ, ly là xa lìa. Lục thân là cha, mẹ, chồng, vợ, anh em, là sáu thứ mà xưa nay nó gọi là thân thích, gọi là huyết thống, gọi là gần gũi, mà mình sáu cái thứ đó, sáu cái người đó mình rước kiếm mình bỏ. Lục thân quyết dĩ khí ly, cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị bang, của không có ra để là kinh bang tế thế gì hết, không có ra để gọi là đi đấu đá tranh giành hay là đánh đuổi gì hết, mà mình đã chấp nhận bằng lòng con đường tu tập, mình lấy cái đức để mình độ sanh rồi, cho nên gọi là bất năng an quốc trị bang, không có can dự, không nề hà cái chuyện gọi là của xã hội, của chính trị. Gia nghiệp đốn nguyên, kế tự cũng không cần phải nói dối tông đường. Cho nên như vậy bắt đầu mới miếng ly hương đảng, thế phát bẩm sư, quyết chí bỏ làng, bỏ xóm, bỏ hương, bỏ đảng. Hương đảng là làng xóm, để mà thế phát bẩm sư, cạo tóc theo thầy, quyết chí theo thầy, để nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức. Nội cần khắc niệm chi công là trong thì cố công khắc niệm, ngoài thì tránh những cái ác pháp, những cái tội lỗi,
để dưỡng dưỡng nuôi cái đức. Trong thì cố công khắc niệm tu tập, trao dồi giới định tuệ, văn tư tu. Vì vậy cho nên công đức là do tự tánh tự thấy, chẳng phải bố thí cúng dường mà cầu được. Nên phước đức và công đức khác nhau là vậy. Võ đế đâu chẳng tự biết chân lý, đâu phải lỗi của tổ sư. Đó là rất rõ ràng. Như vậy là cái câu này tôi dẫn lại một đoạn và tôi giải thích như vậy là tôi mong rằng đại chúng phải hoan hỷ. Nếu như cái điều nào mà chưa rõ nữa thì tôi xin mời đại chúng vào nghe lời của sư ông Trúc Lâm giảng cái phẩm này rất là rõ. Sư ông thì bậc đạo cao đức trọng thì có thể lời nói nó nhẹ nhàng để cho các vị nào mà cảm thấy cần thiết thì nên vào nghe lời sư ông giảng. Tôi thì giàu gì chăng nữa nhưng mà đối với người xưa thì tôi vẫn là thua kém xa về cái đạo đức cũng như về cái ngôn tự, văn tự ngôn ngữ. Thì cái bộ kinh pháp bảo đàn này sư ông Trúc Lâm có giảng, các vị vào ở cái trang Thiền Viện Thường Chiếu các vị nghe là sư ông giảng cái đoạn này rất là nhẹ nhàng và dễ hiểu lắm. Sử quân lại hỏi: đệ tử thường thấy tăng tục niệm Phật A Di Đà, nguyện sanh Tây Phương được vãng sanh chăng? Xin hòa thượng chỉ thị để phá nghi. À, tới cái đoạn này đây. Trước giờ tôi cũng thường hay nhắc nhở gọi là đốn giáo cái đoạn chuyện mà niệm Phật mê tín đây, mà bữa nay là tổ dạy. Tôi xin mượn lời tổ, không phải là ý mình có lời tổ rồi mình đã phá người ta đâu nghe, nhưng mà tôi nói về chân lý đây. Sư nói: sử quân hãy nghe đây, lúc Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ thuyết kinh dẫn hóa Tây Phương, rõ ràng từ đây đến đó chẳng xa. Nếu nói theo tướng thuyết, tính theo số dặm thì có 10 vạn 8 ngàn, tức là thập ác tám tà nơi thân. Đó là nói xa. Nói xa là vì kẻ hạ căn, nói gần là vì người thượng trí. Người có hai loại, pháp có hai thứ, do mê ngộ có khác nên thấy có nhanh chậm. Kẻ mê niệm Phật cầu sanh nơi khác, người ngộ tự tin nơi tâm. Cho nên Phật nói: tùy nơi tâm tịnh, bức Phật độ tịnh. Sử quân là người Đông Phương, hễ tâm tịnh thì chẳng tạo tội. Người Tây Phương, tâm nếu chẳng tịnh cũng có lỗi. Người Đông Phương tạo tội, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. Tây Phương tạo tội, cầu vãng sanh phương nào? Kẻ mê chẳng rõ tự tánh, chẳng biết tịnh độ trong thân. Cầu nguyện nơi Đông, nơi Tây. Người ngộ thì ở đâu cũng vậy. Cho nên Phật nói, ở bất cứ nơi nào cũng đều an lạc vậy. Sử quân, nếu chẳng khởi ác niệm, thì Tây Phương cách đây chẳng xa. Nếu tâm thường khởi ác, thì dầu cho niệm Phật, cũng khó mà vãng sanh. Thưa đại chúng,
Tôi đọc từng chữ chậm như vậy, mong rằng đại chúng sẽ hiểu, dễ hiểu, rõ hiểu. Cái việc mà ông Sử Quân hỏi Lục Tổ Huệ Năng rằng đệ tử thường thấy tăng tục niệm Phật Di Đà, nguyện sanh Tây Phương được vãng sanh chăng? Xin Hòa Thượng chỉ thị. Chứ thị là khai thị đó, chứ thị là chỉ bảo đó, chứ hiển là tỏ bài, phơi bài, mà chứ thị là chỉ bảo, chỉ rõ đó. Xin Hòa Thượng chỉ rõ để cho coi như là phá cái lưới nghi, xé cho vỡ tung cái lưới nghi. Chứ xưa nay cái lưới nghi nó chằng chịt, nó làm bởi vì người nói không, người nói có, kẻ nói là Tây Phương thế này, kẻ giới thiệu thế kia, người thì nói có Phật Di Đà, người nói không có Phật Di Đà, vân vân. Cái chỗ này thì hôm nay Sử Quân xin nhờ Hòa Thượng, Hòa Thượng đây là Lục Tổ Huệ Năng, chỉ rõ cho. Thì bây giờ tôi xin phép là nếu như những vị nào mà còn quá chấp chặt về tịnh độ để cầu nguyện vãng sanh, thì các vị nghe đoạn này là các vị, một là các vị không chấp nhận, hai là các vị không khéo, các vị chẳng những không có phước mà tạo tội nữa chứ. Bởi vì nếu một là nói thẳng như cái đoạn này ra, một là quý vị chửi tôi, chứ tôi là cái thầy đó, chứ tu cái gì, chứ không biết gì hết, chứ không học tịnh độ gì hết, chứ bày đặt cho bác tịnh độ. Còn nếu không chửi tôi thì chửi Lục Tổ, bởi vì Lục Tổ nói mà. Thành ra cho nên ngày nay có nhiều vị không biết tội lỗi là gì, tu tịnh độ mà không biết tội lỗi là gì. Dường như là tu tịnh độ không có, nó vượt qua cái tội lỗi hay sao? Cứ việc là niệm Phật, là Phật rước, là làm bậy Phật cũng rước, là làm gì Phật cũng rước hết trơn. Cái gì Phật cũng rước hết trơn, Phật hứa đủ loại, đủ kiểu, đủ cách hết trơn. Phóng sanh Phật cũng rước, niệm kêu tên Phật cũng rước, niệm 6 chữ Phật cũng rước, mà niệm 4 chữ Phật cũng rước. Mà rồi coi như tam thời hệ niệm Phật cũng rước. Rồi dựng tượng Di Đà, coi như là dựng dài dài, trong khuôn viên chùa Phật cũng rước. Dường như cái gì Phật cũng rước, Phật Di Đà dường như là cái vùng đất của Ngài, là cái vùng đất của Ngài là vùng đất hứa. Nhưng mà thật chất nói như vậy thì có khéo không khéo, mình lại mang cái tội, mình nói tên Phật Di Đà mà không có Phật Di Đà nào hứa hết. Do con người bịa ra mượn cái phương tiện mà gọi là quá trớn, mượn phương tiện quá trớn, thành nó trở thành cái vùng đất hứa. Mà các vị nhớ Phật Pháp thì đối với Phật thì không có hứa ẩu, hứa càng nha. Người đời chúng ta có hứa ẩu, hứa càng được. Phật không có hứa ẩu. Vua kia mà còn nói câu là quân bất khí ngôn mà. Vua gọi là quân bất khí ngôn, là vua không có nói chơi. Là một vị quân, minh quân là không có gọi, bất khí ngôn là chẳng có nói lời vô ích. Cho nên như vậy mà một khi mà vua mà phán xuống là gọi là lời là thiên tử hạ phán xuống là không có rút lời. Cho nên gọi là nhất ngôn ký xuất là tứ mã năng tri. Một lời vua nói ra thì bốn ngựa khó chạy theo. Vậy thì lời Phật nói chẳng lẽ nào thua ông vua hay sao? Mà một ông Phật mà có cảm tình, cần cảm tình ai, cần vũ khí ai, cần tín đồ làm gì mà ông Phật phải hứa càng như vậy. Tôi nói thật, bản thân tôi bây giờ tôi nói đành thành thật với đại chúng đây nè, không phải tôi nói quá trớn, nhưng bây giờ tôi thấy là tôi còn không có hứa càng, hứa ẩu. Tôi cũng dám không cần lấy cảm tình ai, đừng nói chi ông Phật Như Lai Thế Tôn.
Phật Như Lai Thế Tôn là nếu nói với Phật lịch sử mình thôi, mình mượn cái hình ảnh của Phật lịch sử mình, ngài đã bỏ hết được khí quốc thành, khí vương vị, khí thê no, khí trân bảo. Phật đâu cần cảm tình ai. Thông thường ở ngoài đời người ta cần có cảm tình là tại vì người ta vì cái danh dị, vì cái chức tước, cho nên người ta phải đi hai đầu gối, người ta cảm tình. Rồi vì cái danh nó đi liền với cái lợi, mà danh đi liền với cái lợi cho nên để hưởng cái lương, mà lương thì đi liền với lẹo, cho nên danh thì đi liền với lợi, lương đi liền với lẹo, lương lẹo á, gian nó đi liền với ngoa, rồi xảo đi liền với trá, nó đi liền nhau vậy đó, thì nó mới có cái chuyện mà hứa càng, hứa ẩu, hứa dối. Còn nếu mà các vị mà không khéo, mà các vị thần thánh ông Phật A Di Đà, các vị có nghĩ rằng các vị làm vậy tội không? Cũng như nếu như chúng ta học đạo với Phật Thích Ca, học đạo của Phật Thích Ca khai sáng, mà chúng ta bây giờ coi như giống như chúng ta không có để ý cái lời dạy Phật Thích Ca, mà cứ nghĩ A Di Đà, A Di Đà không, thì các vị nghĩ sao? Nói vậy Phật tôi không phải binh vực cho Phật Thích Ca, hay là không phải nói vậy là binh vực cái gì hết đó. Tôi Phật Thích Ca đâu cần, ngài cũng đâu cần ai xưng tụng ngài đâu. Ngay khi mà Đức Thích Ca còn tại thế, ngài có tam tịnh niệm rồi đó. Ngài khi mà vừa thành đạo là ngài đã được cái tam tịnh niệm rồi. Cái tam tịnh niệm là ngài không bao giờ cần cái tiếng khen, mà ngài cũng không bao giờ bị động lòng vì tiếng chê. Mà có khen có chê thì ngài cũng không khen không chê, hay có khen có chê ngài cũng như cũng mới gọi là Như Lai. Nó gọi là Như Lai chứ. Các huynh đệ thử nghĩ rằng nếu như mà ngày xưa, mà nếu như cái tình trạng như bây giờ, thì các vị biết là ông Như Lai Thích Ca của mình nó bị đưa lên YouTube, nên nó bàn luận cứ bàn luận dữ dằn, bàn luận cứ bằng cả thế giới bàn luận, chứ không riêng gì người Việt Nam bàn luận à. Thí dụ như có cái nguồn tin á, cái cô gái đó, con của ông ngoại đạo đó, vì thù Đức Phật rồi mướn người ta chửi Đức Phật 7 ngày đó, là Tôn Đà Lợi đó. Tôn Đà Lợi mướn vợ của vua Điền á, vì thù Đức Phật, Phật chê cô ta là đại gia hôi đó, mà cổ mướn khi mà cổ vô cổ làm thức thiếp của vua ưu điền được rồi đó, cổ có tiền, cổ xin tiền của vua, tưởng đâu cổ cho cha mẹ không có, mà cổ lấy tiền cha mẹ cũng như lấy tiền của vua, cổ mướn người ta chửi Phật 7 ngày. Các vị thử nghĩ có 7 ngày mà Phật đi tới đâu là nó kéo nó biểu tình, nó chửi, mình nói từ ngày nay gọi là biểu tình đó. Đi tới đâu là nguyên cái tóp vậy, nó đứng nó chặn đường nó chửi, nó lấy cây lấy đá nó chọi, rồi nó cứ nó Phật đứng khất thực ở nhà nào cái là đứng ở trước nhà ta, nó chửi ta đâu dám ra cho Phật khất thực đâu. Rồi Phật vừa đi tới xóm nào là nó chặn ngay ngã ba đường nó chửi, bảy ngày bảy đêm vậy đó, để cho bà Tông Đà Lợi bà mừng quá, bà vỗ tay bà cười ha hả, bà trả được thù xưa. Nếu ngày nay vậy là các YouTuber cả thế giới nó đem ông giáo chủ lên rồi. Các vị thấy không? Sao lại tại chẳng qua hồi thời đó nó không có cái YouTuber, không có YouTube, không có những cái diễn đàn. Rồi cho tới một ngày đó Đức Phật đó là một lần nữa thì cái đám ngoại đạo nó muốn hại Đức Phật, thì cái cô gái đó cụ độn bụng rồi đó, thừa là cổ vô trong này ở với Phật có con. Mà thời đó thì tại vì cái thời đó không có ADN, thời đó không có bác sĩ đồ như ngày nay, nhưng mà khiến nhờ cái phước của Phật lớn quá, chư thiên mới giả là con chuột cắn đứt sợi dây độn bụng, quán hồn cô gái đó bỏ chạy đó. Rồi sau đó thì giết cô gái đó chôn ở trong vườn của Tịnh Xá đó, rồi đổi thừa là chư tỳ kheo á hãm hiếp cô này, giống như nạn bon bót vậy đó, bon bót mà hãm hiếp xong rồi còn lấy cái cây tre thọt ngay cái cửa mình cho người ta chết vậy đó, rồi chôn sống cô, chôn cô này. Trời ơi, cái thời đó mà nếu có thì có thiệt các vị là YouTuber á,
nó chửi không còn gì, nhất là những YouTuber không phải của Phật giáo nó còn chửi dữ nữa. Nó còn hơn thua vì cái đạo này đạo kia nhau, nó còn chửi tan tành qua lá hẹ nữa. Mình ngày nay các huynh đệ thấy không? Cho nên á, ngày nay các huynh đệ nhớ rằng á, chúng ta càng ngày á, con người chúng ta càng sống ảo. Người xưa họ vẫn niệm Phật Di Đà, họ vẫn tin tưởng Phật Di Đà. Mà bởi vì người ta lúc đó đó, người ta cứ nghĩ là Phật nào cũng Phật. Ai sao tôi dạy, ai làm bậy tôi cũng làm theo. Cho nên họ không có quan niệm là Phật nào hết á. Bởi vì họ cứ nghĩ Phật Di Đà Thích Ca cũng một rồi, niệm trẹo trẹo chứ đâu phải Phật. Ông Phật sanh ở Việt Nam đâu mà đúng cái tên. Thì Đà Ha Ca gì họ cũng người xưa, họ có những người xưa họ không quan niệm. Họ không quan niệm Phật nào hết á, cứ Phật là họ niệm. Vậy mà cái lòng trong sáng thanh tịnh. Còn người mình ngày nay đó, mình có ăn có học, thành ra càng ăn càng học, càng hiểu càng biết, thì con người nó càng phân biệt vô cùng vô tận. Con người càng khổ não về tâm thức thì con người càng mơ tưởng một cái thế giới nào đó nó xa xăm, nó đẹp đẽ, nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, nó giàu có. Mà quên rằng cái câu ông bà mình đã nói là phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo. Con người mà có gieo trồng cái căn lành phước báo nhiều đời nhiều kiếp rồi đó thì sanh ở nước nào cũng nghèo, cũng giàu hết trơn á. Bởi vì một quốc gia nào nó cũng phải có những nhà phú hào, những nhà trưởng giả, những nhà kinh doanh, những nhà thương mại làm ăn tiền vô như nước thì mới là cái đỡ đần, là cái cột trụ cho quốc gia. Thì nếu như mình có gieo duyên lành, gieo phước đức thì mình sanh ở quốc gia nào mình cũng được cái may mắn đó hết á. Cũng như bên Mỹ bây giờ là một cái nơi các vị thấy rõ ràng là một cái nơi mà ai cũng từng có nhiều người giờ nói các vị đừng có buồn, nói là tôi ở Mỹ, tôi nói kiểu ở Mỹ không có. Nhiều người thèm đặt chân tới đất Mỹ này. Hàng vạn con người trên trần đời này muốn được đặt chân tới đất Mỹ này, mà đâu phải ai cũng được đặt chân tới được đâu. Đâu phải ai cũng được đặt chân tới đất Mỹ này một cách dễ dàng đâu. Có nhiều người muốn thay đổi cái cuộc sống cho nên chấp nhận bây giờ này là kết hôn là 60.000 đô la đó. Bây giờ là 60.000, 70.000 đô la trở lên chứ không còn 40-50 như hồi trước nữa đó. Tôi có hỏi là bây giờ thí dụ như một cái người đó bị tôi hỏi mấy ông mà không có vợ nè. Mấy ông nói định về Việt Nam cưới vợ. Rồi bây giờ một là cưới thiệt, hai là cưới đem qua đây thì 60.000. Rồi qua đây cho tới chừng nào mà cảm thấy chán trường thì coi đường ai nó đi. Chứ không phải là giờ thì không dám làm giả như ngày xưa nữa. Nhưng mà nói trước đó là đường ai nó đi, không ai ràng buộc ai thì 60.000. Nhưng mà cũng phải trong một chờ đợi mấy năm cũng là coi như cũng phải là dài gió dạng sương. Thì sau khi mà có quốc tịch thì mới được ai nó đi được. Mới ly dị được 60.000. Còn mà nếu mà vợ chồng thiệt suốt đời thì nó lại là một chuyện khác. Thì các vị nghĩ đó, ý tôi nói là vấn đề đó để chi vậy? Để rằng người ta cứ ngỡ rằng đất Mỹ này là một cái nơi mà thiên đường thật. Nhưng mà thiên đường thật đó, mà thiên đường thật với ai? Các huynh đệ nghĩ rằng bây giờ chính người Mỹ ở bên này thôi mà được mấy người là trong được 10 người được mấy người là họ có cái nhà đâu, toàn là ở nhà thuê, nhà mướn. Không đủ khe rịch, không đủ income. Rồi cũng không biết bao nhiêu người phải lang thang cơ nhở, gọi là homeless ở ngoài đường. Rồi cũng có những người ta gọi là thịnh suy, lên voi xuống chó.
làm ăn rất là ngon lành, nhưng mà đùng một cái trắng tay thì cũng có thể ôm gối đi thuê áp mặt băng để ở, thuê housing để ở. Chứ đâu phải đất nước này là điều là thiên đường, một thứ đối với tất cả mọi người đâu. Cho nên tôi nói các vị rồi, thí dụ đất nước Lào, Campuchia, tôi không nói Việt Nam, nói Việt Nam mới nói tôi là tính trẻ chính em. Lào, Campuchia là đất nước mà ai cũng nghĩ rằng nghèo. Thái Lan thì bắt đầu phát triển, Singapore phát triển, Đài Loan phát triển, nhưng mà Việt Lào, Campuchia còn nghèo chẳng hạn. Nhưng mà nếu đất nước nghèo hết thì cũng đâu có được yên vậy. Cũng phải có những đại gia, những phú hào, phải có những người trình độ trí thức, họ mới giữ những cái góp phần, vừa góp phần, vừa có tiếng nói, vừa có cái địa vị, có chức tước, vừa có cái hành hoạt để giữ cái quốc gia của họ chứ. Thì tôi nói các huynh đệ nhớ rằng, như vậy đối với đạo Phật chúng ta đó, là cái đạo lạc quan chứ không bi quan. Thử quốc độ, tha quốc độ, mình có duyên. Nó tùy theo cái nhân duyên, phước báo của mình mà mình ở đâu, mình làm cái gì, mình an lạc tới đâu là do một phần là do phước báo của mình, cái kiếp quá khứ. Mình không có phước báo thì dầu mình ở thiên đường mình cũng cảm thấy nghèo, cảm thấy khổ, cảm thấy bệnh hoạn, cảm thấy hôi dơ, cảm thấy xấu xí, cảm thấy bệnh tật, ghẻ lở. Mình có phước báo ở trong nơi, trong đầm lầy, gọi là nơi mà khỉ ho cò gái, nơi mà đĩa như bánh canh, mũi như sáo thổi, nhưng mà ta vẫn đẹp. Như như ngày xưa các vị thấy Cà Mau mà nó là về Cà Mau mà nghe mũi kêu như sáo thổi, đĩa lền như bánh canh. Không lẽ rồi vậy là ai cũng bỏ Cà Mau đi hết sao? Cũng có những người con gái Cà Mau rất đẹp. Mà bây giờ thử ai mà đụng tới năm căn, ai đụng tới con gái Cà Mau coi. Các quý vị thấy là những cô gái rất đẹp. Họ lai Tàu, họ lai người Khmer, họ rất là đẹp. Không ý tôi nói đây là tôi nói cái phần tục đế để tôi dẫn tới cái chân đế cho đại chúng nghe. Cho nên như vậy thì trở lại cái vấn đề đạo Phật nhằm muốn nhắc nhở, muốn giáo hóa chúng ta. Mỗi người chúng ta phải có ý thức vươn lên. Mà muốn vươn lên, muốn ý thức, muốn cái tâm thức mình nó đổi thay, cái nhìn, cái hiểu, cái cách sống, cách hành hoạt, cách đối nhân xử thế, cách dụng công tu tập, thì mình sẽ thay đổi thôi. Không có chuyện gì mình phải ngồi đó trông chờ ôm cây đợi thỏ. Mà đời nay gọi là kim sanh tiệm tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Cái đoạn này hay quá các vị à. Không biết tôi giảng hồi nãy giờ bao nhiêu phút rồi đây. À, hơn 40 phút rồi. 40 phút rồi. Sư trả lời: Sử quân hãy nghe đây, lúc Thế Tôn ở thành Xá Vệ thuyết kinh dẫn hóa Tây Phương. Thay vì nói kinh Di Đà mà Lục Tổ không nói kinh Di Đà, mà Lục Tổ đó là kinh dẫn hóa Tây Phương. Dẫn hóa là hướng dẫn, chỉ cách, hóa độ cho chúng sanh đến Tây Phương đó, gọi là kinh dẫn hóa Tây Phương. Thì rõ ràng từ đây đến đó chẳng xa. Đây là tóm ý cái bài mà tiểu kinh A Di Đà. Đây, Xá Lợi Phất: Tùng thị Tây Phương quá thập phần ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Này Xá Lợi Phất à, từ đây mà hướng đến phương Tây á, quá 10 muôn ức cõi Phật độ, có một thế giới tên là Cực Lạc, và hiện đó có Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp. Phật nói tiếp: Hữu Xá Lợi Phất,
Bỉ đạo hà có danh phi cực lạc. Này Thắng Lợi Phát à, ông có biết vì sao cõi ấy được gọi là cực lạc không? Bỉ độ hà cố danh vi cực lạc. Bỉ độ hà cố danh vi cực lạc. Bỉ độ hà cố danh vi cực lạc có nghĩa là ông có biết vì sao cõi đó được gọi cái tên là cực lạc không? Thế là Phật làm thinh, Đức Phật trả lời là kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đảng thọ chư lạc cố danh cực lạc. Là vì chúng sanh ở cõi đó không có các điều khổ, chỉ hưởng các điều vui, cho nên cõi đó gọi là cực lạc. Và tôi nhắc cho đại chúng nhớ là năm lần Đức Thế Tôn có nhắc lại là cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Thì các vị đã học công đức rồi, bây giờ nói ra nữa thì nó quá dễ dàng cho các vị hiểu. Thế là Phát à, cõi đó mà thành tựu được là nhờ công đức trang nghiêm thế ấy. Nhờ công đức trang nghiêm chứ đâu có nhờ cái phước đức đâu. Mà các vị nhớ rõ ràng, các vị đọc cái Ni Đà rõ ràng, cái không có thêm, tôi nói nãy giờ không có thêm, không bớt chữ nào, Phật nói rõ vậy đó. Công đức là ở trong pháp thân, chẳng ở ngoài tu phước mà. Thành ra cõi cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Này Xá Lợi Phất, tùng thị Tây Phương quá thập phần ức quốc độ, hữu thế giới danh biết cực lạc. Từ đây qua tới phương Tây quá 10 muôn ức cõi Phật độ. Đó là ý nói thập thiện nghiệp đó. Muốn tới được cái phương Tây mà gặp được Phật A Di Đà, được sống vui, sống khỏe, thì người đó phải tu thân, tu miệng, tu ý. Mà thân có 3, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng có 4, không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lời hung ác, không nói lưỡi đôi chiều. Ý, không tham, không sân, không si. Đó, như vậy đó là 10 muôn ức cõi đó. Bởi vì nói thì nó dễ nhưng mà tu ba cái nghiệp này khó lắm, tại vì là chúng sanh cho nên căn tánh hạnh nghiệp lậu hoặc, tạo không biết bao nhiêu cái tội lỗi bởi thân, bởi miệng, bởi ý. Mà từ cái thân, miệng, ý đó cho nên nó trở thành di trạng thù hình. Nó đổi thay cái hình tướng, nó đổi thay cái cuộc sống, nó đổi thay cái quốc gia, nó đổi thay từng đời, từng kiếp như vậy. Thân tướng nó đổi thay liên tục như vậy. Chứ đâu phải tôi bây giờ thân tướng đời này tôi mập vậy, rồi đời sau tôi ra đời trở lại rồi tôi mập vậy nữa đâu, chưa hẳn. Nếu như mà tôi bây giờ thân tôi mà nước da, theo lệ nước da ở Việt Nam là người Á Đông là nước da vàng, mà tôi thì ở Mỹ này 9 năm rồi mà nước da tôi vẫn còn vàng còn đen như thế này, đâu phải là kiếp sau tôi đầu thai trở lại là tôi dày đã đâu, không có. Một là nếu tôi kiếp này mà tôi còn sân si dữ dằn lắm á, thì kiếp sau á, tôi sanh ra làm Mỹ da đen, nếu như tôi có hạnh nguyện mà trở lại cuộc đời mà ở đất Mỹ này. Còn nếu mà lòng của tôi đầy thơi thới, đầy vui vẻ, đầy thương yêu, đầy những cái tâm rộng mở, thì tôi sanh ra làm anh Mỹ da trắng. Thì lúc nào cũng Mỹ da trắng thì được người ta thương hơn Mỹ da đen à, vậy thôi. Mình nói cái mặt thực tế vậy thôi. Thế thì từ đây qua tới phương Tây quá 10 muốn có Phật độ như vậy đó. Nhưng mà thật chất á, nói xa như vậy là vì lý do rằng ba nghiệp thân miệng ý này đó, nó là tạo ra muôn vàn cái tội lỗi. Mà để trở lại cũng ba nghiệp thân khẩu ý này mà tạo muôn vàn cái phước đức, để cho từ cái phước đức nâng lên cái chiều sâu tâm thức để thành công đức đó, nó không phải một ngày một bữa. Vì vậy mà cho nên Phật mới chỉ từ đây qua tới phương Tây, tùng thị Tây Phương, quá thập vạn ức Phật đạo, hữu thế giới danh viết cực lạc, kỳ đạo hữu Phật hiệu A Di Đà. Nhưng này Xá Lợi Phất, bỉ độ hà cố danh viết cực lạc, kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đáng thọ chư lạc cố danh cực lạc. Đó, cho nên
Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàng thân tùy xứ hiện, quốc danh Cực Lạc, tịch quang chân cảnh cá trung huyền. Đức Phật mà hiệu A Di Đà thì pháp giới tàng thân này tùy xứ nơi nào theo cái duyên, đầy đủ cái duyên là đều có hiện hết. Quốc danh Cực Lạc, tịch quang chân cảnh cá trung huyền. Cái nước mà tên Cực Lạc, nước đó phải tịch, phải quang, phải chân, phải cảnh trước mắt mình thôi. Đó, bây giờ cái ly tôi úp xuống dày thì trong lòng ly làm sao thấy ánh sáng, mà là mở lên dày thì nó sáng toàn diện trong lòng ly. Như vậy ánh sáng nó có nói rằng ta sáng cho người này, ta không sáng cho cái chỗ này, ta không sáng cho chỗ kia không? Tại do mình úp xuống dày thì không thể thấy ánh sáng ở trong lòng chỗ úp. Cho nên chính ngài Lão Tử cũng nói là nhật nguyệt chi minh nang chiếu phúc bồn chi hạ, trời trăng nhật nguyệt chi minh, trời trăng sáng như vậy đó, nhưng mà không thể soi vào lòng chậu úp. Cực Lạc quốc độ A Di Đà Phật tàn thân tùy xứ hiện, nhưng mà hãy nếu nơi nào úp xuống thì không có, mà nơi nào mở ra. Cho nên tâm địa khai thời qua lãng mạn, cho nên khai gọi là khai trì bất thời nguyệt, trì thành nguyệt tự lai, đào ao không chờ trăng, nếu ao xong trăng tự đến. Khi mình đào ao thì xong thì ao đó đã gọi là cái ao thì phải có nước, mà nước thì dĩ nhiên là đừng khi mà nước nó phải lóng trong, lóng trong thì trăng hiện. Như vậy nếu như nước không trong trăng vẫn hiện, nhưng mà do mình không thấy là tại nước đục, hoặc mình chưa đào ao xong, thật chất trăng vẫn có, nhưng mà vì nó còn cái đất cho nên mình không thấy trăng mà thôi. Trăng luôn luôn hiện hữu, trời luôn luôn hiện hữu, chứ không phải mà mình mù mịt. Bây giờ là ban ngày bên tôi đây, nhưng mà tại sao mù mịt thế này? Là tại vì mây che. Mây che như vậy thì mặt trời ở đâu? Mặt trời vẫn vằn vặt, nhưng mà do mây che phức không thấy mặt trời thôi, chứ mặt trời không hề mất đi đâu. Phật A Di Đà cũng như vậy, tự tánh thanh tịnh của con người cũng như vậy. Hay quá, thôi tới đây nghĩ là vừa rồi. Tuần sau học tiếp nha, không cần giảng nhiều. Chúc lành đó các vị, không cần giảng nhiều, nhiều đó đủ rồi ha.